bác nào yêu thích loa mà còn thích phải hầm hố, phải kiểu giống như là xe cộ anh chị đổ xe á, đó phải lộ cơ lộ máy kia mới đẹp, đó phải yêu thích được, đó loa phải hay còn phải đẹp nữa, thì đây đó một em loa nhỏ nhắn xinh xắn như thế này bắt lộ thiên đó, và kể cả luôn là lộ cơ. Đây anh chị xem nè, vừa bóc ra thôi thì một em loa nhỏ gọn đó đi kèm cho mình hai mẫu micro đó, giọng già giọng trẻ hát được ngay trên đây, anh chị có thể nghe nhạc hát karaoke giải trí làm decor trang trí cho gia đình của mình được. Và ngay trên con loa này á, khi mà mình hát karaoke á, mặc dù là loa là nghe nhạc không thôi nhưng mà nó vẫn có đi kèm cho mình cái hiệu ứng vang là reverb á, được chưa. Và đây một cái điều đặc biệt nữa, em sẽ khởi động loa lên cho anh chị xem thử nè. Đây lộ cơ là không nói rồi nha, nhưng mà bây giờ lộ thêm cái này nữa nè. Hello. Đây hello. Đấy, đợi em một tí xíu. Rồi bắt đầu đèn đóm hiện ra đó, loa kèm đèn nha mấy anh chị. Đó tên của em nó là A99, con này có một con bát lộ thiên tầm khoảng đâu đó là 1 tấc 10 phân ha, cho nên là rất thích hợp cho anh chị để trên kệ bàn máy vi tính này, rất là đẹp, nó giúp cho cái dàn máy vi tính của mình nó đẹp hơn, nó nghe nhạc được và có đẹp luôn. Đó, như thế này kết nối này, đó vẫn có thể kết nối được TV nha, AUX này, sạc của nó là sạc nhanh, sạc Type-C. Và đây em sẽ cho anh chị nghe thử chất lượng âm thanh của nó coi, để xem thử. Và em nghe nói đâu đó là cái dải đèn LED RGB này nè, khi mà mình nổ nhạc lên á, nhạc mạnh nó nhảy theo nhanh, nhạc nhẹ nó chạy nhẹ luôn à, nó rất là hay. Đây đợi em một tí xíu, em sẽ kết nối cho các bác xem. Đây rất là nhỏ bằng cái mặt của em thôi, nó màu vàng đúng y chang luôn nè. Đó, được chưa. Rồi ok, đây vào nhạc cái vừa mới kết nối xong. Tăng volume ở trên đây vẫn được, tăng volume bằng cái nút này anh chị chỉ cần chữ vào thôi là đây. Đấy thì cái tiếng micro của nó thì theo cái độ đánh giá của em là vừa đủ để cho anh chị giải trí thôi, chứ thực ra thì nó hát cũng không có hay gọi là mấy. Đây vài trăm cành thôi mà anh chị lại được một mẫu loa vừa nghe nhạc vừa decor trang trí và đi kèm cho mình một cặp micro hát karaoke giải trí nữa, thì còn gì bằng em A99 nha mấy anh chị. Anh chị nào yêu thích nó bấm vào giỏ hàng phía bên tay trái nha.